Em chào các bác nhé. Cuối năm bên em về rất là nhiều đồ gia dụng Đức ạ. Đây em có về chảo xylit, chảo Woh và hôm nay em giới thiệu các bác nồi chiên không dầu Philips. Nồi chiên không dầu Philips. Model HD 9261 90. Sản phẩm này thì được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đấy, nồi chiên không dầu thì Philips là thương hiệu số 1 rồi. Size size XL các bác nhé. Các bác quan tâm đến nồi chiên không dầu Philips, liên hệ hotline 0989 891 118. Bên em phân phối giao hàng toàn quốc ạ. Cảm ơn các bác đã xem video.